Anh em ơi! Cày sâu cuộc bấm xong rồi, người dân cày thi đua đắp bờ tạt nước, cùng tạt nước với chia cầu nan. Rồi khi thóc đã nảy mầm, người dân cày đem gieo, gieo trên cánh đồng bạt ngát lúa non xanh giờ. Bát cơm đầy, thợ thuyền bộ đội dân cày ấm no này anh em ơi thợ thuyền bộ đội dân cày, thợ thuyền bộ đội dân cày ấm no này anh em ơi thợ thuyền bộ đội dân cày, thợ thuyền bộ đội dân cày ấm no này anh em ơi. Bát cơm đầy, thợ thuyền bộ đội dân cày ấm no này anh em ơi thợ thuyền bộ đội dân cày, thợ thuyền bộ đội dân cày ấm no này anh em ơi thợ thuyền bộ đội dân cày, thợ thuyền bộ đội dân cày ấm no này anh em ơi. Tây kéo đến làng rồi thì làm sao? Tây kéo đến làng thì ta dùng gậy tây, liệu đạn súng trường mà giết tây này anh em ơi. Anh em ơi gậy tây liệu đạn súng trường, gậy tây liệu đạn súng trường giết tây này anh em ơi. Anh em ơi gậy tây liệu đạn súng trường, gậy tây liệu đạn súng trường giết tây này anh em. Oh,
ta ngoài mặt trận tiêu diệt quân giặc chiến đấu vì dân bảo vệ dân vô hồ nhà nông ta vô hồ thi đua kinh tắc ta cũng hẳn tham gia kháng chiến Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đời thanh niên ta xây đắp non sông Hàn. Không ngừng ta không ngừng, tay ta nắm chặt tay, tay ta nắm chặt tay. Làng thương khuyến khí tràn, khuyến khí chị em buồn gọi là buồn gọi mình thôi em làm con. Thành phố yên vui đón anh bộ đội, a la hốt hoan hô.